Trong cuộc sống, có rất nhiều điều trôi qua khiến ta tiếc nuối, hoài niệm. Và rồi những tiếc nuối ấy đã trở thành một phần ký ức đẹp đẽ, luôn khắc ghi vào trong tâm thức mỗi người. Ở tuổi 18, bạn đã từng muốn níu giữ điều gì chưa? Tôi thì có, tôi muốn giữ lại thời gian vui vẻ, đẹp đẽ của thời cấp 3. Cái tuổi hồn nhiên, tinh nghịch nhưng lại mang trong mình biết bao hoài bão của tuổi trẻ. Dưới mái trường Phú Nhuận thân thương, những năm học cấp 3 qua đi nhanh chóng, những người bạn mới trở nên thân quen, những niềm vui mới đã trở thành kỷ niệm. Ngay giây phút này đây, lòng tôi ngập ngừng, chững lại và đầy bâng khuâng cho những bước đi trên con đường tương lai. Tôi muốn thời gian mãi dừng lại tại khoảnh khắc này và tôi lưu luyến khi nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ với mái trường Phú Nhuận. Còn nhớ ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường, tôi mang theo những tâm trạng khác nhau, vui vì có thêm một gia đình mới, những người bạn mới và bỡ ngỡ vì mọi thứ đều quá mới mẻ, lạ lẫm, băn khoăn suy nghĩ liệu 3 năm nữa sẽ ra sao. Giờ đây, mỗi đứa một phương, người bạn thân thỏa nào cũng đã mất liên lạc. Tôi bỗng nhớ những ngày ồn ào, nghịch ngợm, nhớ tiếng cười nói thiếu thích, nô đùa của đám bạn, nhớ tiếng cười đùa vô tư, trong sáng. Nhớ quá, A13 ơi!